Cuộc đình công của các nhân viên UNRWA bước sang tuần thứ 5. Một cuộc đình công của hàng ngàn nhân viên ở Tây Ngàn tại Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hiệp Quốc đã bước vào tuần thứ 5 để phản đối mức lương và điều kiện làm việc. Các nhân viên UNRWA nói rằng tiền lương của họ ở dưới mức trung bình và họ đòi phải được tăng lương. Cơ quan UNRWA cung cấp dịch vụ ở Jordan, Lebanon, Syria, Gaza và Tây Ngàn. Ở Gaza, nơi các nhân viên đang phản đối nhưng không đình công, họ nói rằng các điều kiện làm việc ở cơ quan của Liên Hiệp Quốc đã xấu đi, thí dụ như họ không còn được bảo đảm việc làm. Một phát ngôn viên của UNRWA tại Gaza cho biết Do Thái đã buộc tổ chức này ngừng một số dự án tại vùng ven biển. Điều này có nghĩa là một số vị trí kỹ sư đã bị cắt giảm. Vào đầu tháng 12, Do Thái đã nới lỏng một lệnh cấm nhập khẩu vật liệu xây dựng cho các dự án của UNRWA, cho phép khởi động lại 5 trong số 20 dự án. Do Thái đã áp đặt lệnh cấm sau khi phát hiện trong tháng 10 một đường hầm dài 2.5 km mà các chiến binh định sử dụng cho các cuộc tấn công bên trong Do Thái. Trong khi đó, ở Hamalat, người đứng đầu công đoàn cho biết các nhân viên đã quyết định tiếp tục đình công cho đến khi những yêu cầu của họ được đáp ứng. Ở Tây Ngàn, có khoảng 6.000 nhân viên UNRWA cung cấp dịch vụ cho 800.000 người tị nạn ở trong hoặc xung quanh 19 trại tị nạn. Các cư dân tại trại Jalazon ở gần Hamalat cho biết họ đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc đình công. Cơ quan UNRWA được thành lập vào năm 1949 để cung cấp dịch vụ cho người tị nạn Palestine đã bị buộc phải rời khỏi nhà của họ trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1948, dẫn đến việc thành lập quốc gia Do Thái. Đến nay, cơ quan UNRWA đã cung cấp dịch vụ cho khoảng 5 triệu người tị nạn và con cháu của họ trên khắp Trung Đông. Khoảng 813.000 người tị nạn Palestine hiện đang nhận viện trợ lương thực từ UNRWA, nhưng tổ chức này dự kiến nhu cầu sẽ tăng từ 10 đến 20% vào năm 2014, với chỉ riêng tại dải Gaza sẽ có gần 1 triệu người cần được viện trợ lương thực. Với tình hình tài chính của cơ quan đang gặp nhiều khó khăn, việc tăng lương cho các nhân viên là điều khó xảy ra. UNRWA đã kêu gọi đóng góp 95 triệu Mỹ kim.